Con tim chân chính không
dừng đôi chắp tay nghe hồn khóc đến sương mơ. Bên cuộc nghe súng vang trong xa mờ buồn đầu. Kèm gào cho tóc lướt tôi trong ngàn thu sâu. Thương mẹ ơi, có thơ cho Việt Nam này. Gió trôi dạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bao la. Thương mẹ ơi, hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn yêu thương. Còn tiếng khóc đi vào đêm trường chiến miên. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đêm rơm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Nhiều sóng gió trôi dạt lâu dài, từng chiến đấu tiêu diệt quân thù bao tàn. Thương mẹ ơi, hãy lắng nghe người dân hiền, vì đất nước đang còn yêu thương. Còn tiếng khóc đi vào đêm trường chiến miên. Có những lúc tiếng chuông đêm đêm vọng về rừng sâu, rừng rừng tôi chắp tay nghe hồn khóc đến rơm máu. Quê hương non nước tôi ai gây hận thù tội tình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Nước tôi ai gây hận thù tội tình. Nhà Việt Nam yêu dấu ơi bao giờ thanh bình. Cảm ơn quý vị. Xin giới thiệu thằng em của tôi. Hắn là một giáo sư về thanh nhạc và hiện giờ cũng đang mở những cái lớp về thanh nhạc. Nếu quý vị nào mà có con em cần đến để giáo sư Trần Ngọc về âm thanh á, xin mời liên lạc. Dạ, cảm ơn. Xin nhờ hai chị khoa 29 chị cầu với chị Trắng mình làm cái phần hành của mình đi. Dạ xin kính chào quý niên trưởng cùng tất cả quý anh quý chị có mặt hôm nay. Em xin giới thiệu một ca sĩ từ trước năm 1975. Chị là một ca sĩ ở trong trung đoàn của sinh viên sĩ quan trường võ bị quốc gia Việt Nam. Và cho đến hôm nay, 40 mấy năm, giọng ca vàng của chị vẫn còn âm vang, vẫn còn ấm mãi trong lòng chúng ta. Nhất là hôm nay, chị sẽ trình bày một bản nhạc về cố đại tá Nguyễn Đình Bảo. Nguyễn Đình Bảo, đại tá
với một bản nhạc nêu danh tên tuổi của đại tá. Nhưng trong lòng chúng tôi và tất cả quý anh chị em ở đây vẫn vang vọng trong tim lời khâm phục, lời cảm ơn và những tình yêu chân thành đối với đất nước của đại tá đã làm cho người nhạc sĩ Trần Thiện Thanh phải thốt lên những bài ca ca ngợi tình yêu quê hương, tổ quốc và trách nhiệm của đại tá. Đại tá đã anh hùng tự sĩ ở trong trận chiến khốc liệt trên đồi Sali. Hôm nay em xin giới thiệu với các anh chị nữ ca sĩ Kiều Loan. Nói thật với chị Kiều Loan nha, không những hôm nay chị hát bài này, nhưng mấy ngày hôm nay chúng tôi là những người bạn của chị. Chị muốn hát bài này, tôi tình nguyện xin lên giới thiệu chị. Và tôi đã rất cảm động để từ một chiếc áo màu đỏ huy hoàng chào đón các anh hôm nay, tôi đã thay một chiếc áo tím để cùng trong tâm tình với chị để ca ngợi đại tá Nguyễn Đình Bảo trên đồi Sà Linh năm nào. Nhưng với riêng chị, với một tình cảm của một anh Lý Công Phẫu khóa 26 cũng đã mất trước năm sau năm 75, người tình và người yêu chung thủy của chị. Và anh Lý Công Phẫu cũng là một ca sĩ trong trung đoàn sinh viên sĩ quan thời đó. Chị và anh Lý Công Phẫu là hai người tình rất thân thương, nhưng rất tiếc hôm nay anh không còn nữa, cho nên chị xin mượn bài hát này để tưởng niệm về anh, một người yêu dấu. Tôi xin giới thiệu ca sĩ Kiều Loan. Xin cảm ơn MC Thanh Tịnh đã giới thiệu rất là hay và cảm động. Xin Kiều Loan xin thân ái chào tất cả các anh chị và các bạn, và xin mời thưởng thức nhạc phẩm Người Ở Lại Jacqueline của nhạc sĩ Trần Thiện Thanh. Thank you.
Kim Loan, và hôm nay chị vẫn đắp thân tại chỗ nghe chị hát. Tôi nghe buồn quá, tôi xin hát vài câu để tặng chị được không quý vị? Cho dấu rằng yêu rồi đành dở dang, anh đền ơn núi sông người con sẽ không đi lấy chồng, có hiểu lòng em không? Thank you. Dạ, kính thưa quý vị, như quý vị đã biết là Đại tá Nguyễn Đình Bảo là một sĩ quan khóa 14. Chúng tôi là những người khóa 26 đàn em của niên trưởng. Chúng tôi rất là hân hạnh và rất hào hùng về Đại tá Nguyễn Đình Bảo. Và tiếp theo đây, cô Hạnh sẽ giới thiệu quân phục Trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam. Xin kính mời chị Hạnh. Đà Lạt là một trong những thành phố đẹp và linh thiêng nhất của quê hương Việt Nam. Đà Lạt có bốn mùa hoa: mùa xuân với hoa anh đào, mùa hạ có hoa phượng tím, mùa thu với hoa cúc bất tử, và mùa đông có hoa mimosa sắc vàng rộng lẫy. Và hơn thế nữa, Đà Lạt có những bông hoa biết nói, má hồng môi đỏ, duyên dáng mặn mà lặng lẽ mà quyến rũ vô cùng. Đà Lạt có thác Cam Ly, có hồ Xuân Hương, có đồi Cù, đồi Mộc Mơ, có thung lũng tình yêu, và cũng có những mối tình đầy thơ mộng đến rồi đi, trái ngang rơi rứt như nét buồn mang mát của hồ than thở, thay nổi éo le như của đồi thông hai một. Đà Lạt lại có một cung trường rất nổi tiếng trong vùng Đông Nam Á, đó là Trường Võ Binh Quốc gia Việt Nam. Khí hậu của Đà Lạt được phân biệt làm hai mùa: mùa hè nắng ấm, mùa đông giá lạnh. Trường Võ Binh cũng theo khí hậu mà thay đổi quân phục cho phù hợp với từng người. Ngoài những quân phục sinh hoạt thường ngày như đi học văn hóa, quân sự, võ thuật, tác chiến, thể thao, sinh viên sĩ quan còn được trang bị một bộ đại lễ mùa hè cho lễ mã khóa hoặc để diễn hành ngày quân lực, hay trong các trường hợp quan trọng như một hội đồng danh dự, dân dân. Đại lễ mùa đông được dùng cho lễ truy điệu, các hội tiểu lễ mùa hè, tiểu lễ mùa đông dùng cho các nghi lễ trong tuần như chầu cờ, thanh tra, khám xét, đón tiếp quan khách, vân vân. Ngoài ra, để phân biệt các khóa, cầu dây đỏ quanh hoa bằng đồng bóng loáng dành cho sinh viên sĩ quan năm thứ nhất, thêm một gạch ngang là năm thứ hai, thêm hai gạch ngang là năm thứ ba, sinh viên sĩ quan năm thứ tư,
sẽ mang cầu vai của anh Pha và ba gạch ngang. Chúng tôi hân hạnh được giới thiệu một số quân phục mà các cụ sinh viên sĩ quan ở hải ngoại đã cố gắng thiết lập lại để gợi nhớ những kỷ niệm của một thời mang anh Pha đỏ. Niềm hãnh diện của người sinh viên sĩ quan có chương trình huấn luyện 4 năm không ít, những thử thách, gian khổ, nhọc nhằn, cam go. Xin cảm ơn chị Hạnh. Xin quý vị cho chị Hạnh một tràng pháo tay. Tiếng nói quá dịu dàng hả quý vị? Xin mời anh Trần Sinh Duyên, khóa 30, đến trưởng Nguyễn Hàm và các anh khóa 29, ai có mặc đồ chest phê hoặc là workshop, xin mời lên sân khấu để chúng ta show off quân phục trường võ bị quốc gia Việt Nam với quan khách hôm nay. Xin mời anh. Xin mời đến trưởng Nguyễn Hàm. Thưa quý vị, đây là bộ đại lễ mùa hè của trường võ bị quốc gia Việt Nam và sinh viên sĩ quan Trần Sinh Duyên khóa 30. Chúng tôi không có thể có đầy đủ tất cả các bộ quân phục, tại vì cái computer của tôi nó bị hư, tôi không thể chiếu được các hình ảnh về quân phục. Chúng tôi chỉ xin trình bày một số. Tiến trưởng Nguyễn Hàm trong bộ dạo phố mùa hè. Các anh khác trong bộ dạo phố mùa đông là quý vị thấy bộ màu xám giống như tôi. Thêm hai anh lên show off quân phục đó. Anh Hà Mai Trường khóa 26 và anh Phan Anh Tuấn. Đây, tôi xin giới thiệu anh Chú Hòa Cầu là người sẽ giải thích thêm về quân phục của trường võ viện quốc gia Việt Nam. Nên chứng không hỏi tôi có nói nổi không, tại vì nãy giờ tôi cũng làm bài ly rồi. Nhưng mà Nguyễn Trung Hùng giới thiệu trước hết, trong này quý vị thấy có những cái nón BV, đó là nón của những đơn vị khi mà ra trường họ chọn họ đi về, và đây là một cái ánh diện. Mời Nguyễn Trung Tảo. Vâng, đây là bộ đồ sinh viên sĩ quan ở trong trường chúng tôi đi gác và đi tắc, là bộ đồ tác chiến. Mặc bộ đồ, tôi nhớ là lần đầu tiên tôi đi dạo phố sau khi được gắn anh Pha, cho nên đây là bộ đồ dạo phố mùa đông. Và anh Tài khoan chính ở đó là khi nó ra đơn vị xong, chúng tôi rất là hào hứng khi chọn được cái đơn vị mình thích, và bộ đồ chúng tôi đã mua sẵn và khi chọn xong về thay đồ liền và mặc bộ đồ đó đi vòng vòng ở sân trường. Và nhiều khi sĩ quan cán bộ họ phạt, họ nói là anh chưa ra khỏi trường này thì anh không được mặc cái bộ đó. Nhưng mà chúng tôi, những người mà đã chọn đơn vị mà mình thích thì rất là hào hứng. Và đây có một ông bạn tôi nữa. Đi lên. Cái đó là còn được lơ. Đây là anh Đỗ Trọng Đạt, một trong những người đã chọn đơn vị từ cách 81. Và Linh Trực Văn Anh Vấn, 81. Và cái tinh thần của những anh em mà khi đó đơn vị rất là mong muốn chọn những cái đơn vị mình thích, toàn là những đơn vị tổng trưởng bị. Như tôi thì không may mắn, tôi đi sinh đoàn 25 bộ binh. Đây là những bộ đồ mà quý vị thường thấy ở trong trường. Nhưng mà chúng tôi còn những bộ đồ mà chúng tôi xin được kê ra là khi mà chúng ta bị phạt thì có tác chiến số 6, có nghĩa là đầy đủ quân trang quân chủ ở trong phòng chúng tôi mang đầy hết để ra ngoài thi hành nhiệm vụ. Và còn một bộ nữa mà khi tôi nói ra các quý vị tưởng tượng được là tác chiến số 0. Tôi không biết là quý vị những trận nào muốn giải thích tác chiến số 0 không? Những trận Hà Mai trường đâu rồi ạ? Những trận sĩ quan cán bộ. Vâng, tôi là cựu sinh viên sĩ quan Hà Mai Trường, 36, tốt nghiệp tôi về binh chủng nhảy dù, phục vụ tại tiểu đoàn 8 nhảy dù. Chức vụ cuối cùng của tôi là đại đội trưởng đại đội 80 tiểu đoàn 8 nhảy dù trong trận Long Khánh. Khi anh Cầu hỏi tôi được cái câu tác chiến số 0,
thì với tư cách tôi là một huấn luyện viên sinh viên sĩ quan huấn luyện khoa 29, tôi là một trung đội trưởng huấn luyện các anh tân quốc sinh. Thì có những người tân quốc sinh từ dân chính và trong thời gian từ dân sự vào trường quốc bị, chúng tôi có 8 tuần huấn luyện. Trong quán tầm này ta gọi là 8 tuần sơ khởi. Nếu qua được đoạn đường này, các anh sẽ được chính thức gia nhập vào trường võ binh quốc gia Việt Nam tại gia đình An Sao Đỏ và được gắn hoàng khoa. Trong thời gian này, ngoài cái chương trình huấn luyện về thể chất quân sự, trong 8 tuần các anh vẫn trải qua được nhiều vấn đề cam go, chịu đựng những sự thử thách về thể chất và sự kiên nhẫn, tuấn lệnh tuấn cấp, thi hành trước huấn luyện sau. Và có những sinh viên sĩ quan từ dân chính chưa được lột xác, bê bối, không nghe lệnh của các sĩ quan, sinh viên sĩ quan cán bộ thì chúng tôi phạt bằng cách là tà đạp là rất lạnh, mà cho mặc tác chiến số 0 là không cho mặc gì cả. Đó là cái lời mà tôi vừa trình bày. Kế đứng kế vì niên trưởng có một cái thằng khóa 29 đại đội F bị phạt tác chiến số 0 một tuần lễ đó anh trưởng. Niên trưởng ngó qua anh đây nè. Nói một tuần lễ thì không đúng, nhất là chỉ có một đêm thôi. Vâng, liên trưởng Hàn Anh Trường nói tác chiến số 0 là không gì cả, không đúng đâu. Tác chiến số 0 là có nón sắt, có bút đồng xô và có ba, không có ba lô, có dây TAB và có cái lưới lê và còn một cái lưới lê khác nữa. Tôi xin các quý vị là đến đây là trình diễn cái màn quân phục của trường võ thì là quý vị thường thấy. Chúng tôi có chút xíu góc vui trong vấn đề là thâm cung bí sử ở trong trường. Vâng. Vâng, cái bộ đại lễ mà anh Duyên anh mặc đó là cái bộ mà chúng tôi rất là ưa thích. Và tôi, cá nhân tôi khi mà tôi vô trường võ thì cũng chỉ bị bộ đồ này. Thì chúng tôi thấy rất hành, đẹp quá, tôi vô trường. Vâng, tất cả mọi người chào tay, chào. Chưa xong. Cảm ơn tất cả mọi người. Chào tay, chào. Bên trái, bắc. Bên trái, quay. Trước, bước. Xin chào lại các vị này. Xin cảm ơn anh Cộng. Tiếp nối chương trình, xin giới thiệu ca sĩ Minh Tâm, một cựu sứ quân viên, cũng là một ca sĩ và thân hữu của khóa 26 trong nhạc phẩm Sao Em Không Đến của nhạc sĩ Hoàng Nguyên. Kính mời ca sĩ Minh Tâm. Minh Tâm xin kính chào quý vị và xin gửi tặng bài này cho khóa 24, 24, 26 và tất cả các anh chị. Thank you.
Và sau đây là nhạc phẩm Chân Trời Tím.